Hello anh em, thì bữa nay Tú đi lên chỗ khu công nghiệp Châu Long á, bạn Tú quay cho anh em xem một chiếc xe. Thì sương sương á là chủ xe anh Boss Tú kêu là S62. Thì hiện tại Tú đang có mặt ở đây là như là cái công viên hay sao anh em. Điều diễn ghê luôn á. Giờ đi quay anh nè. Bây giờ mình làm xe ôm ha. Hiện tại Tú đứng đây, Tú đợi chủ xe ra rước á anh em, tặng mình quay xe cho anh em xem á. Tí xíu nữa tới chỗ rồi mình sẽ quay cho anh em xem tiếp chiếc xe đó. Anh Tú không? Hả? Anh Tú không? Ừ đúng rồi. Anh đó là một. Hai. Em hằng ấm chạy vô không có ghệ, anh giới thiệu cho em nè. Thấy mặt quen quen ta. Cho nửa tiếng đồng hồ để suy nghĩ lên mới được. Rồi em anh không nhớ, lên hai lần luôn á. Chạy chiếc Sirius 54 phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Bữa nó chưa ghệ này có chưa? Chưa. Chạy hoài không có ghệ, tức quá bán mua luôn Vinfast chạy luôn rồi. Thế ghê hả? Ừ, luôn Vinfast chuyển mà. Yên. Xe này bắt đầu được không? Được, xe này chú xìu à. Ủa đi đâu đây hả? Đi quay xe. Mà giờ đợi chú xe lâu quá trời luôn rồi. Thôi lấy xe em quay đại nè. Quay xe này luôn hả? Quay đại đi. Cũng được, xe nhanh cũng được. Chờ luôn. Trong giây lát chờ đợi chủ xe kia mình chấn luôn chiếc này tước luôn anh em. Giờ mình kiếm cho nào mát mát mình đứng chứ không để anh đứng đây. Đi qua đó đi. Thì đó giờ mình cũng chưa quay chiếc Louis Art nào cho anh em xem đúng không? Bữa nay mình quay chiếc Louis Art cho anh em xem ha. Các bạn có thấy những gì mà tôi đang thấy không? Từ từ anh Tú, từ từ đừng có chạy, từ từ cái gì? Thì bữa giờ anh em mới hỏi chiếc Winner Tú đâu? Bán hay gì rồi? Thật ra đâu có bán anh em nè, nó vẫn đây nè. Nói chung là anh em biết sao? Tú sơn xong á rồi Tú cất ở nhà không à. Bình thường Tú có đi công chuyện hay gì đó Tú mới lấy Tú đi thôi. Thôi ngồi tướng bảnh không? Nắng quá. Ê bậy. Ôi cũng được. Trời ơi. Hàng dữ, hàng này chậm mất nắng á. Trời ơi chà bá lỗ luôn mấy cha. Vậy mà không có ghệ ổn gì đâu luôn á. Trong giây lát chờ đợi chủ xe kia thì mình quay trước cho anh em xem chiếc này ha. Chiếc này cũng sương sương à anh em. Bữa nay Tú hẹn xe này quay cho anh em xem nè. Chiếc này nó cũng giống giống chiếc này ha. Thì bữa giờ á là mình cũng chưa có quay chiếc Louis Art nào đúng không? Đó giờ luôn, trên kênh đâu có chiếc nào đâu. Sẵn đây gặp em mà đưa cho mượn cái xe mình quay sương sương cái xe này cho anh em xem ha. Để giờ mình đi một vòng chiếc xe này mình tham khảo trước. 2 vòng rồi. Quên. Chiếc xe nó cuốn hút quá là mình quên anh em. Ủa chiếc này mình chạy taxi hay gì vậy? Tối chạy Grab vậy. Giờ ban ngày mình không thấy được cái đèn anh em ơi, nó có đèn luôn á, nó có cái nút bấm đèn đây nè. Rồi chiếc này nhìn chung á theo Tú đi một vòng á thì chiếc này cũng zin thôi anh em. Đựng cái là vô được ốc heo, hột đĩa. Mình đọc cho nó có dần điệu chú ha. Ốc heo, hột đĩa. Xe này hầu như theo Tú thấy là zin hết luôn. Chủ xe có đam mê, muốn cho xe lên sóng thì ok, sẵn đây mình cho anh em lên sóng chơi luôn. Với lại là bữa giờ nhiều anh em cứ hỏi Tú rồi sao làm clip ngắn quá. Thì Tú nói thiệt anh em, tại vì anh em là người xem anh em không hiểu thôi. Trước khi mình vô vấn đề xe mình nói sơ cái ha. Để Tú nói anh em nghe, Tú á là đi quay thì hên xui, có khi đi quay xa thì quay gần. Nhưng mà cứ tương đối á, một lần cứ đi quay xe phải không? Mất cũng khoảng vài tiếng đồng hồ để Tú đi tới nơi là một cái ha. Và trong khi đó Tú quay một chiếc xe cho anh em xem. Tú quay lúc nào nó cũng dài hết trơn á. Tú quay không có cái chiếc xe nào mà Tú quay dưới nửa tiếng đồng hồ hết. Tú hứa với anh em luôn. Nhưng mà tại vì lý do vì sao mà anh em chỉ xem được có khoảng 10 phút đổ lại hoặc là 15 phút đổ lại thôi. Các anh em mới hỏi Tú tại sao quay ngắn quá, làm biến hay gì. Tú quay lúc nào cũng hơn nửa tiếng một chiếc xe chứ không bao giờ mà Tú quay dưới hết. Nhưng mà về Tú phải cắt. Anh em xem clip anh em cũng thấy, anh em thấy biết Tú cắt rồi, cắt rất là nhiều thứ. Sàng lọc bỏ đi bớt rất là nhiều thứ không có liên quan với lại là không có tập trung. Tú muốn mang tới cho anh em, mang tới cho khán giả, mang tới cho người xem những cái gì mà nó tập trung nhất vô chiếc xe. Nên đâm ra những cái chi tiết mà không cần thiết là Tú đã cắt bỏ nó hết. Là clip nói tự dày, chắc nó còn có nhiêu đây, anh em xem. Cái clip Tú đăng lên vài phút mà chưa chắc gì nhiều người xem hết vài phút nữa, Tú nói thiệt. Tú vô cái phần analytics trong kênh á, Tú thấy á, cái lượng thời gian xem á, trung bình á, nó không được phân nửa nữa anh em. Có nghĩa là thí dụ Tú quen chiếc xe, anh em xem cái anh em tua nhiều quá, đâm ra là nó nhanh hết clip thôi. Chứ thật ra anh em để coi từ đầu tới cuối này kia anh em sẽ hiểu, nó chi tiết hơn. Xe này á, thì đi được cặp vỏ Michelin. Cặp vỏ này á, chủ xe nói sương sương thì 1 triệu. Thì Michelin thì nó đâu có rẻ đâu anh em cũng biết rồi. Ở đằng trước này á, chủ xe đổi làm cái đĩa gaffer. Đi thêm đó là full nóc ở cái đĩa luôn.
chủ xe đi là con heo Rambo, cái bát Rambo, dây dầu thì chủ xe vẫn giữ zin. Giờ trước chủ xe đi Michelin City Grip Pro thì sang trước là 70, 90, 14. Nói chung là con này ốc nó cũng tương đối trên xe, nó chưa gọi là full nhưng mà nó cũng tương đối anh em. Nhưng mà bây giờ quay từng con cho anh em xem thì mất thời gian lắm. Xe này thì đi cặp bộ tay Spider, cặp gù hai bên là Salaya, tay thắng thì trà sơn, nhưng mà làm chưa có tới nên ra nó chưa có bóng lắm nha anh em. Nó cũng được thôi, chưa bóng lắm. Ở đằng sau á, thì chủ xe đi được cái phục Olin. Cái phục Olin này á, thì 850 bình dầu. Chủ xe nặng như vậy mà chạy được cái phục này chắc là anh em cũng hiểu được chất lượng của nó rồi đúng không? Tuy nó rẻ nhưng mà nó chạy cũng ok lắm anh em. Vỏ đằng sau thì cũng như trước thôi, Michelin. Màn sau lớn hơn, size 80, 90, 14 ha. Mâm thì mâm zin, sơn lại. Cái phần nhựa nhám trên cái xe này nè là nhựa nhám zin luôn. Nhưng mà tuy nhiên á, phần nhựa nhám nó đẹp hơn phần nhựa bóng anh em. Rồi chiếc này thì zin thôi, máy móc cũng như zin thôi, bô cũng zin luôn á, không có dàn hơi gì để anh em nghe đâu. Nhưng mà cái chiếc này á, chủ yếu là biết sao, quay lại cho anh em để gợi nhớ lại cái kỷ niệm về những chiếc Louviad này một thời. Bây giờ ta chuyển qua Vario hết trơn rồi. Mấy dòng xe này nó bị có như là lãng quên luôn á. Lúc nó mới ra nhiều người chạy lắm, xong rồi sau này nó ra Vario, Click này kia các kiểu, rồi Vision nữa, rồi đâm ra là cái dòng xe này bị lãng quên luôn. Giờ mình đi kiếm cái chủ xe kia mình quay cho anh em xem. Ok, cảm ơn em ha. Thì anh cũng không có gì chúc em này thôi, hy vọng là em nhanh có gậy chút chứ ế cái gì đâu mà ế to gơ luôn, ế chảy nước luôn anh em ơi, ế từ chiếc Sigurd ế qua tới chiếc Louviad luôn. Đâu em đeo lên em ngỡ rồi. Trời ơi, tại còn có nhiêu đây à, được có con gan tay à. Biết lý do không có gệ rồi đó. Nhân vật chính của mình ngày hôm nay đây, nghe tiếng dấu xì bò không? Dấu hai thì mà cái chiếc này nó tựa như Dio vậy á, nhưng mà nó không phải Dio nha. Dio là của Honda, còn cái này là của Gia. Cái tên của nó đây nè, ZR. Thì cái chiếc này nó hai thì, nó 50 thôi anh em. Nên hồi nãy khi mà Tú vừa vô á, anh em nghe cái âm thanh nó tựa như là Sibo vậy á. Thì tại vì Sibo nó cũng hai thì, xe này cũng hai thì, âm thanh nó phát ra thì nó tựa nhau rồi. Xe này thì cũng vô được số đồ. Chủ yếu là anh em biết sao, nó lạ nên quyết tâm là bữa nay mình đi sang tí, mình mượn xe mình quay cho anh em xem. Thì con này nó gọi là mini coaster á, nên đâm ra là cái đồ chi tiết trên xe nó rất là nhỏ anh em. Mâm nè, mâm heo, đĩa, phụt, mấy chi tiết này nào cũng nhỏ ha. Ở đây anh em thấy con heo Rambo ha, thì chủ xe nói con heo này rin luôn nha, rin theo xe luôn. Hồi nãy tôi tưởng con heo được chơi nhưng phải, chủ xe nó rin. Chứ không phải dây dầu chủ xe thay thôi, dây dầu mua rin. Cái phụt trước là phụt được chơi nè, 2,5 triệu. Mâm đằng trước nha anh em, mâm được chơi. Thì tên tuổi nó là gì tôi cũng không biết nữa. Thì chủ xe nói mâm này khoảng 2,5 triệu nữa. Nội đây hết là 4,5 triệu ha. Khoảng 5 triệu á, 5 triệu cho cái phần trước này á. Vỏ hôm trước thì 90, 90, 10 nha anh em. Ở cái phần đầu xe thì anh em thấy là có một cái két nước. Thì hồi nãy chủ xe nói với Tú là cái xe này là trang bị thêm két nước nha, chứ nó là máy khô. Anh em thấy ở đây có một cái két nhôm bự chảng không à. Cái két này của X1R nha anh em, bự lắm. Đó, cái tên nè, ống nước nè. Bao tay GZR ha anh em, mềm lắm, bóp đã tay lắm nha. Bóp cái này mình tưởng tượng mình đang ở gần người yêu mình đó, mình bóp cái gì của người yêu mình đó, nó y chang vậy á. Tại thắng si nè. Ở phần đồng hồ thì cho mình hiển thị là km nè, xăng nè, báo nhớt nè. Còn cái hi ben này là cái gì ông nội tôi không biết, nó kệ nó đi anh em, bỏ đi ha. Cái này số km đi được nè. Còn cái công tắc thì nó cũng có kèn, xi nhan, có pha. Chỉ nó không có cái nút tắt máy thôi, không phải, không có cái nút tắt đèn thôi. Thường mấy dòng xe nhập á là sẽ không có cái nút mà để mình tắt đèn á. Xe này cũng vậy, không có nút tắt đèn ha. Chủ xe gắn thêm một cái cây sắt đây nè anh em.
Đặng hồi nãy chú xe nói với Tú là để niền cái sườn xe lại cho nó cứng á. Mà nãy Tú tưởng đâu giá cái cây này đi gặp ai cà khịa lấy cây này vố đầu người ta luôn chứ. Tự nhiên thấy đây có cây sắt dắt ngang hết hồn chưa à. Thường mấy dòng Dio mình đâu có đâu. Mà cái này chủ xe gắn thêm luôn. Chiếc xe này cũng không có luôn anh em, gắn thêm. Ở phần cây bô á thì anh em thấy nó tựa tựa giống cái chiếc tắc kè bông hai thì của Tú ở nhà không. Chỉ khác một cái á là cây bô này là cây bô mua nguyên cây. Cây này nãy chủ xe nói 5-6 triệu gì á, quên nè. Còn cái cây bô của Tú á là nó có mấy trăm ngàn thôi. Tại vì biết sao, mua cây bô xì bô về cắt cái đi uống giống tiếp lại nữa là mình chế thành cây bô nó tựa vậy á, chứ nó không được đẹp vậy đâu. Còn cái bô này nguyên cây của người ta ha. Tuy nhiên á, do thời gian thì nó cũng hơi xuống rồi. Thì chủ xe nói mấy cái này không sao hết trơn, DC lại là nó can lại liền anh em. Cái lấy gió zin ở đây á là chủ xe bỏ luôn cái cánh quạt rồi anh em. Bây giờ mình đi á là mình đi bơm điện. Mình đi bơm điện, đặng mình đi bơm nước lên cát. Cái cục bơm điện nó nằm ở trong á. Hai cái chân trống á là cái chân trống nghiêng với chân trống giữa là cũng chân trống được chơi luôn anh em. Chơi cái nào chơi không cần biết mà gặp nước mặn nó cũng sợ hết trơn. Thì cái phục sau á là cũng phục được chơi luôn anh em. Giờ không biết cái tên gì luôn, kệ nó đi. Rồi thì tổng quan chiếc xe này nó cũng có như đây thôi. Giờ mình nổ máy lại cho anh em xem lại nha. Thì cái xe này á, cái nồi nó tựa giống như là mấy cái chiếc mà tay ga mà ta làm cái nồi đề vậy anh em. Cái nồi đề có nghĩa là người ta lên khoảng chừng tua máy nó cao á nó mới chạy được, khoảng chừng 4-5 ngàn tua máy gì nó mới chạy. Thì cái nồi này nó cũng tựa tựa vậy á. Mà nãy khi mà Tú lên ga cao á nó mới lăn bánh được. Cái bô này nó không có lớn mấy anh em. Khi mà mình chạy á nó mới lớn, còn mình đứng mình nạt nó không lớn mấy. Cái nồi chờ là nó vậy nè, không chạy không, lên ga cao á nó mới lăn đó. Thì cái chiếc này máy zin thôi anh em. Giờ tới chiếc cuối cùng 62 Touring. Sẵn lâu lâu mình đi xa cái mình quay một lượt luôn cho anh em xem ha. Ok, thì mình ở đây mình có một chiếc gạt 150/218 ha. Cấu hình máy thì 62 Touring. Tú đoán nha thôi chứ tôi cũng chưa hỏi chủ xe phải Touring không nữa, mà theo tôi đoán vậy thôi nha. Tí nữa mình hỏi sao đây. Thì ở dưới dàn chân á là chủ xe đi được cái cặp vỏ này đúng xịn luôn anh em. Cặp vỏ là đã lắm. Mấy bữa nay mưa á là chủ xe đi nó hơi dơ tí. Anh em nhìn cái gai này chắc anh em cũng đoán được rồi ha. Thì vỏ này là Michelin Pilot. Cái vỏ này là vỏ GP á anh em, vỏ chạy kiểu như là vỏ chạy xăng vậy á. Nên anh em thấy cái gai của nó không? Đã không? Gai nó rất là ít, nhưng mà cái độ bám của nó khá là cao nha. Cặp vỏ này nó mắc lắm á. Hình như trong dòng Michelin là vỏ này mắc nhất hay gì á anh em. Cặp vỏ này á là 2 triệu mấy á anh em. Xe này thì đồ zin cũng khá là nhiều, giống như là heo, đĩa, mâm. Chủ xe cẩn thì móc này kia lên thôi. Còn mấy cái đó là chủ xe giữ zin ha. Ở phần cổ á thì chủ xe đi cổ TNV Titan. Ở cái phần bô á thì xe này bô zin móc theo cái bài. Thì cái chiếc này á đi là full test leo nha anh em, đi lòng test leo luôn. Đầu á thì đầu zin làm lên, ECU thì ECU test leo V3 luôn. Ở cái phần nhông sinh dĩa á là chủ xe đi nhông sinh dĩa nhôm 7075. Cái size á, cái size đằng sau là 43, còn cái size đằng trước nhiều Tú không biết nha. Thì cái chiếc này á là hiện tại dàn chân nó hơi lớn. Chủ xe đang có dự định là xuống mâm đi bánh nhỏ này kia các kiểu anh em. Nếu mà tổng quan anh em dòm lướt qua một cái anh em không biết chiếc xe này 62. Từ khi anh em dòm vô cái lồng anh em mới biết chiếc xe này 62 thôi. Còn lại anh em để nó như zin vậy đó, nó không khác gì xe zin hết. Kể cả cái cặp bánh nữa, cặp bánh nó cũng bự nữa. Thì chiếc này mà gặp mấy chiếc bô xăng lửa rồi gì gạ gạ nẹt nẹt chơi chiếc này lụm ngọt hết nha anh em. Để coi 62 Touring đi bô zin móc như thế nào nha.
nẹt sương sương á, cái lọc trụ nó kêu lớn hơn cái bô nữa. Chiếc này thì bô-zin móc nên đâm ra là cái âm thanh nó không lớn mấy đâu, chủ yếu nổ máy cho anh em nghe vậy thôi. Thì thề với anh em luôn, chiếc này nếu mà không hỏng nói 62 ra đường, người ta cứ tưởng nó là bô xăng lửa, hoặc là có khi người ta nói xe zin móc bô cũng có nữa. Chiếc này nè 62 mà giữ zin hết, đâm ra nhìn trá hình ghê. Rồi ok anh em ơi, nói chung mà trời cũng chuẩn bị mưa rồi, anh em nhìn nè. Rồi nên thôi chắc là tôi sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báu xem clip này nha. Anh em thích video này cho xin một like, đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha.